diễn viên Hữu Tín lĩnh án 7 năm 6 tháng tù. Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Hữu Tín, diễn viên hài Hữu Tín, 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 28 tháng 4, Tòa án Nhân dân quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Hữu Tín, 36 tuổi, tức diễn viên Hữu Tín, về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bị cáo Nguyễn Hoàng Phi, 33 tuổi, DJ, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Hữu Tín 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bị cáo Nguyễn Hoàng Phi bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 8 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt là từ 13 năm 6 tháng tù. Tại phiên tòa, Hữu Tín khai nhận đây là lần đầu tiên sử dụng ma túy, một phần cũng vì tò mò. Nam diễn viên cảm thấy hối hận với những việc đã làm và bày tỏ mong muốn làm lại cuộc đời. Trước đó, vào rạng sáng ngày 11 tháng 6, Tín cùng hai người bạn sau khi nhậu đã về căn hộ chơi. Lúc vào phòng Phi, Tín thấy đĩa sành có sẵn ma túy đá và thuốc lắc nên lấy ra cùng các bạn sử dụng. Lúc sau, Phi đi làm về lấy thêm viên ma túy đưa cho một người trong nhóm chơi, chỉnh nhạc lớn nhằm tạo cảm giác hưng phấn. Đến khoảng 9 giờ ngày 11 tháng 6, Công an phường 5, quận 8 kiểm tra hành chính căn hộ tại chung cư GV, phường 5, quận 8, phát hiện 6 người, gồm Trần Hữu Tín, Nguyễn Hoàng Phi, Trần Thanh Tâm, 34 tuổi, ngụ Long An, NTXT, 35 tuổi, ngụ quận 11, Dương Thái Ngọc Huyền, 18 tuổi, và TTA, 31 tuổi, cùng ngụ quận Phú Nhuận. Trong đó có 4 người sử dụng ma túy. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ đĩa sành có gói nylon chứa viên ma túy và các tang vật khác như thẻ nhựa, tờ tiền cuộn tròn, máy tính, dàn máy DJ, loa, đèn màu. Theo kết luận điều tra, tại cơ quan điều tra Công an quận 8, Hữu Tín khai nghiện ma túy gần 3 năm nay, trung bình 2 tháng sử dụng ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc một lần. Tháng 11 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 8 hoàn tất cáo trạng truy tố ra Tòa án Nhân dân quận 8 đối với bị can Trần Hữu Tín và Nguyễn Hoàng Phi. Hành vi của Trần Hữu Tín bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại điểm B, C khoản 2. Điều 255 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Trần Hữu Tín được biết đến là quán quân chương trình Người Duyên Việt. Hữu Tín từng hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên, tham gia nhiều dự án phim ảnh và game show truyền hình như Ơn Giời Cậu Đây Rồi, Nhanh Như Chớp.